Tôi không sợ người sai, tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình mà thôi. Bạn có thể nói thẳng vào mặt tôi là bạn không còn yêu tôi nữa, nhưng có một cái lý do người ta sẽ dễ ngưng yêu mình hơn. Không ai sinh ra để hợp nhau hết trơn em ạ. Ở trên đời này nó có những cái mà mình nói với nhau á, nó là về vấn đề gu á, nó là những cái mà mình không thể cưỡng cầu được bạn ạ. Em gái, tiếc hay không? Thật sự thì em cũng tiếc một chút là vì em rất là mến cái nụ cười của anh. Nhưng mà nếu như mà em đi kế bên anh á, mọi người sẽ nghĩ là em lớn tuổi hơn anh rất nhiều. Lớn tuổi hay không là do em thôi. Tâm hồn là quan trọng hơn hết. Cái gương mặt nó thay đổi theo thời gian. Chỉ cần em còn trẻ trung trong tâm hồn, everything đều ok. Em có ngại quen một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình không? Dạ không, em bé nhỏ tuổi hơn em. Nhỏ tuổi hơn đúng không? Nhưng mà lỡ nếu em có lớn tuổi hơn em có ngại không? Dạ tình yêu là bất chấp. Chính xác, yêu là bất chấp. Vợ em là cô gái, cô có lớn tuổi hơn em không? Vợ em lớn em 3 tuổi. Tôi đã nói rồi. Trời, tôi nhìn tôi biết cái e này mà trời ơi, thiệt tình. Quý vị à, cuộc đời tôi khổ lắm. Thành thử ra là... Nhưng mà đằng sau cái khổ này nó có sướng không? Tại vì thế này nè, tôi thích cái người đã từng trải và họ chỉ cho tôi những điều mà họ đã từng trải qua. Tôi thích như thế không? Em cùng quan điểm với anh. Đúng không? Nhưng mà nói ngược lại một tí thì chúng tôi tin rằng chúng tôi đủ bản lĩnh để nói chuyện được với một người đã từng trải. Nên chúng tôi tin vào cái bản lĩnh của mình. Nên cái bạn này, quý vị thấy cách bạn ấy nói chuyện cũng rất là tự tin. Bạn ấy hiểu bạn ấy đang làm gì, muốn cái gì và sẽ làm cho được cái đó. Nếu em có thể, em trả lời thật với anh câu này. Vâng. Yếu tố nào để em bắt đầu tán tỉnh một cô gái? Quan trọng nhất thì em cần phải tìm được một người mà em cần một người biết lắng nghe, chăm chỉ, làm hết sức và chơi hết mình. Anh nói cho em nghe về ví dụ của anh nhé. Có thể những mối quan hệ trước anh không thoải mái là vì anh bị kiểm soát quá nhiều là một nè. Anh không thích một người quá rảnh rỗi để lúc nào cũng nhắn tin cho anh hỏi anh đang làm cái gì. Anh thích cô gái của anh yêu phải bận rộn. Vâng đúng rồi, em cũng thích cái mẫu con gái như kiểu của anh. Không cần thiết lúc nào ở bên cạnh nhau, quan trọng là phải tin tưởng nhau. Em cần một người đàn ông đủ ấm áp, bản lĩnh hơn một tí. Dạ, sâu sắc, tinh tế hơn. Và em có thể học được rất là nhiều điều từ cái người đàn ông đó. Xong em không cố gắng mình thử vượt qua để giúp anh ấy cùng tiến bộ. Dạ, tất cả những cái quyết định của em nó luôn luôn là dựa trên một quá trình. Em không bao giờ mà từ bỏ hay chấm dứt một mối quan hệ khi mà mình chưa cho cơ hội để cùng nhau giải quyết. Nhưng tới cái giây phút mà em quyết định chấm dứt thì lúc đó là em cảm giác em không thể chịu nổi nữa. Em là một trong những người phụ nữ đại diện cho phụ nữ văn minh hiện đại ngày nay. Chúng ta không có vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà mất đi cái niềm tin cũng như là cái nhuệ khí vốn có của bản thân mình. Anh với vợ lúc đầu không có phải là cái gu của nhau, nhưng mà mình tiếp xúc, mình yêu con người, tự động người ta biết em yêu cái gì, người ta tự động sẽ biết cách trở thành cái đó. Không ai sinh ra để hợp nhau hết trơn em ạ. Cuộc sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ, giống như cái trò chơi lắp ráp Lego vậy đó em. Bữa nay em nhìn em ráp vô cái này em thấy vậy là mình ngon lành lắm. Tự nhiên mình qua mình thấy bạn mình ráp được cái máy bay bự hơn mình, cái mình thấy y xuất kỳ. Thấy Trấn Thành ráp với Harry xuất sắc luôn. Tôi tưởng là tôi bị đứng giữa Trấn Thành, Harry với Thiên Đạt, tôi muốn xỉu ai dè nó bình đi. Thiệt sự ra mà nói lúc đó chị Chanh cũng là bạn rất thân với anh Đạt luôn. Và chị Chanh cũng biết Trấn Thành, nhưng dĩ nhiên nếu nói về độ thân thì không thể so sánh được với anh Đạt rồi. Nhưng mà tại sao chúng tôi vẫn giữ được hòa khí, vẫn là những người bạn của nhau, là tại vì trong Thành có tôn trọng anh Đạt. Vì mình hiểu đó là một cái người đã rất tốt với vợ mình, đã cùng vợ mình trải qua một cái chặng đường đủ dài để anh ta được làm gì đó trong cuộc đời của Harry. Em chỉ là cái phần trám vào cái khoảng trống của anh ấy trong lúc đó, chứ anh ấy chưa thực sự là cái mảnh ghép đúng với em, đúng không? Có thể là như vậy ạ. Cái lúc mà bắt gặp xe là một người khác, và cái lúc mà em bắt gặp ở trên Facebook là người chị của em. Thực sự là sau cái chuyện đó 4-5 năm rồi, em nói chuyện lại thì em cảm thấy anh ấy vẫn cảm thấy rất có lỗi với em. Tại vì thế này đây em ạ, bất cứ người đàn ông nào mà họ từng trải, họ đều có đủ kỹ năng để cho tất cả những cô gái đã bước qua đời họ cảm thấy họ ấm áp. Có rất là nhiều người đàn ông á, họ đối tốt và họ ấm áp vô cùng, họ lãng mạn vô cùng, nhưng không phải với một người phụ nữ. Họ muốn tử tế với nhiều người. Với nhiều người, đúng rồi. Cái này đúng không? Yeah. Đối với anh á, dở nhất là khi chia tay người ta mà không có lý do. Biến mất mà không để lại dấu vết.
Bạn có thể nói thẳng vào mặt tôi là bạn không còn yêu tôi nữa. Ít ra cho tôi một cái dấu chấm hết, tôi bớt hy vọng lại. Dạ. Anh luôn cho là vậy, dù là lý do gì đi nữa, nó dối cũng được. Nhưng có một cái lý do người ta sẽ dễ ngưng yêu mình hơn. Dạ. Thay vì người ta phải chờ đợi. Người đàn ông mà tự nhận mình chán thì boring lắm em ơi. Em đã ít nói rồi, đã không phải là người vui vẻ rồi. Ít chọn cái người nào lạnh lùng. Thế này nè Giang, chán nó có hai trường hợp. Một là khi chúng ta ráp không đúng cái khuôn của nhau. Một cái người mà dễ chán ráp với một cái người mà không có cái gì để xảy ra, chắc chắn sẽ chán ha. Nhưng mà nếu như hai cái người không cần nhiều điều xảy ra, họ sẽ không chán nhau. Cái thứ hai là hai cái con người bình thường nhưng không chịu vận động nữa trong mối tình, tự nhiên nó sẽ chán. Như vậy là do mình ráp với ai mà thôi. Em phải gặp một người rất là hợp luôn. Một người mà phải thực sự là thích em và họ tìm mọi cách để hiểu con người em thì mới thành công được. Nhưng mà quan trọng là trước khi em tìm được người đàn ông đó thì chắc chắn em cũng phải lỡ bước anh một vài lần, mình mới nhìn ra được em người đàn ông. Em đồng ý với chị Phương Thanh, bạn này phải dập bầm dập một vài lần nữa rồi mới bắt đầu biết yêu là gì. Hai anh chị nói vậy thôi, nhưng mà mỗi người ta khác nhau, cái sự phong phú con người là như thế. Hai anh chị vì bầm dập là bởi vì em nhìn đi, những khuôn mặt này luôn luôn tham vọng những cái điều mới, còn em là cái người an phận, em không cần phải bầm dập một người một từ giờ đến cuối đời cũng được nữa. Câu trả lời vừa rồi anh không thấy là trả lời để chứng minh tư duy mình giỏi. Trả lời rất chân thành, mặc dù có sự bình tĩnh, nhưng sau cái bình tĩnh đó có một sự thở dốc để cố giữ bình tĩnh mới chết chứ em. Có nghĩa là chân thành á. Ở trên đời này nó có những cái mà mình nói với nhau á, nó là về vấn đề gu á, nó là những cái mà mình không thể cưỡng cầu được bạn à. Cái bạn vừa làm tôi thấy nó thật sự là bứt phá. Không, tôi nói nghiêm túc là tôi rất là xúc động khi mà bạn đưa cái nhẫn ra cho Hương Giang. Bởi vì không ai làm cái điều đó trước đây với một người chuyển giới trên sóng truyền hình bao giờ. Và mới một cái show như thế này, trong một cái dịp như thế này, tôi thật sự rất 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 bất ngờ về điều đó. Nếu em còn quyết tâm, thu keo này mình bày keo khác. Anh nghĩ luôn luôn là vậy, đó là đàn ông mà, đúng không? Đã yêu thích cái gì là phải dám chinh phục cái đó. Một ngày nào đó nếu em nói là Hương Giang còn là hoa hậu Hương Giang thì em sẽ không bao giờ với tới được. Mà đối với em, Hương Giang phải là Hương Giang mà thôi. Cơ hội nó vẫn nằm ở trước mắt. Em nắm bắt cách gì là do em. Em cảm ơn tình cảm chân thành của em đã đến đây. Và anh tin chắc Hương Giang cũng cảm nhận được điều đó ít nhiều qua chương trình. Nhớ nha, thích cái gì nắm bắt cái đó, không sao cả. Tiếp tục fighting. Và Hương ơi, em là như thế, là một con bé ngây ngô, sống bằng cái tình cảm chân thật của mình. Và thật sự con tim em nó bắt em phải chọn tới 3 lần lần. Một ngày nào đó, đến khi con tim em với lý trí là một, ngày hôm đó sẽ là ngày anh thấy một Thu Hương trưởng thành để có nhận được hạnh phúc của đời mình. Với tư cách là một người đàn ông đã từng bảo vệ một người phụ nữ của mình, thực sự ra đây là một cái game show. Chúng ta có thể đến với nhau hoặc không đến với nhau sau chương trình. Nhưng mà nãy giờ tham gia tôi thấy cái cô này nè là một cái cô gái rất là xinh đẹp nhé. Hơn ai hết bạn thấy cổ cực kỳ mong manh và cổ bị tổn thương nhiều rồi. Và tôi chỉ khuyên bạn như thế này thôi. Nếu xem đây là một cuộc dạo chơi mà bạn nghĩ rằng là bạn không đủ bao dung để dừng chân lại thì thôi xin bạn đừng. Tôi nói nghiêm túc là vì tôi biết bạn là người có quá nhiều điều kiện để có thể lựa chọn cho mình một cái điều mà thực sự bạn mong muốn. Dạ, em muốn nói một chút xíu. Cũng giống như là anh Thành nói á, trong thâm tâm em muốn dạo chơi thì em không cần đứng ở đây. Tôi nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất, rất ngắn gọn nhưng đầy tính thuyết phục. Hy vọng bạn sẽ cùng Phương có một cái happy ending.